Không, đi bên này. 2000 years later. À, con tôm kìa. Tôi có bán cho Chippy tôm thế này này. Cô không bán tôm đấy đâu. Cô chỉ bán tôm này thôi. Mua thì mua mà không mua thì mua. Mua thì mua mà không mua thì mua. Ơ, thế Chippy phải làm sao đây? À, Chippy đã có cách. Chippy cảm ơn cô. Mang cả tiền cho bà đây. Chippy gửi tiền cô ạ. Few moments later. Chippy thấy thế này thì làm sao mà chế biến được tôm đây? Chippy không có chịu đâu. Say what? Các cậu, Chippy muốn ăn tôm nhưng mà Chippy không có biết làm. Các cậu làm giúp Chippy, Chippy đói. Được. Thôi, các cậu đừng tranh nhau nữa. Chippy sẽ tổ chức cuộc thi vua tôm. Giờ các cậu hãy bốc thăm chia đội nhé. Yes. Trong túi của Chippy có rất nhiều kẹo màu sắc, các cậu lấy ra đi. Wow! Đó. Mình đang được tiền mở ra một lúc nha. 1 2 3. Thank you.
để ủng hộ món tôm hấp dừa của dâu Mia. Mặc dù tôi không thích món này thì tôi sẽ bổ quả dừa này cho dâu. Bây giờ tôm đã bé rồi thì làm nào để thắng được bây giờ nhỉ? Tớ nghĩ rồi, bọn mình sẽ làm món tôm nướng xiên que. Mà nhá, bọn mình phải nướng gạch thật hoi, hơi bị xịn luôn. Wow. Cậu nghe món này bao giờ chưa? Nghe cũng hấp dẫn đấy các bạn nhỉ? Yes. Nhưng mà mình biết kiếm gạch ở đâu bây giờ? Thế thì bây giờ mình đi kiếm gạch thôi. Ok, đi cùng bọn tớ nhá. Các cậu ơi, tớ đã tìm được hai viên gạch rồi. Bây giờ thì về làm tôm nướng thôi nhá. Yes. Đi nào, đi rồi. Các cậu ơi, em đi xoài đã kiếm được gạch rồi. Bây giờ tớ sẽ đi kiếm củi để có thể nướng tôm. Và nãy á, tớ nhìn thấy có rất nhiều củi ở bên này nè. Bây giờ bọn mình cùng mang nó về nhá. Đi thôi. Dựa theo hiểu biết của tớ thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cho con tôm này đi tắm. Ồ. Đầu tiên, thực ra các cậu ạ, đây là lần đầu tiên tớ làm món tôm chiên xù. Không sẽ chúng mình đã tham khảo và sớt rất là nhiều rồi. Đúng rồi, yên tâm, có bách khoa toàn thư đi xì đây thì mọi người cứ yên tâm nhá. Tớ sẽ cầm đuôi chú tôm này, cho chú vào tắm bồn ướt. Đấy, khi chú tôm này đã tắm đẫm bồn thứ nhất rồi thì đến lượt cậu đấy cho Miêu. Cậu hãy phục vụ chú tôm này massage cho một chiếc giòn đi. Rồi, sau khi tốt nghiệp lớp bồn tắm của Lý Xì thì bây giờ chú tôm sẽ được sang lớp massage chiên giòn của tớ. Đấy, tớ sẽ cho tập bồn chiên giòn đều các mặt xung quanh tôm nhá. Làm tôm chiên xù để tết rồi đấy các cậu ạ. Đơn giản đấy thôi mà. Các bạn ơi, bây giờ thì bọn tớ sẽ làm món tôm hấp dừa. Các bước sẽ như sau. Em đi đâu? Cậu cầm quả dừa này cho lên bếp cho tớ. Rồi, bước thứ hai. Em đi đâu? Cậu lấy những con tôm này cho vào đây. Thế nhá. Được rồi. Việc gì phải đến tay tớ ấy. Bây giờ bước thứ ba sẽ là ê động, cậu ngồi đây canh cho cái gì ạ? Quả dừa, cái quả dừa này bao giờ chín thì gọi tớ nhá. Tớ đi công chuyện một chút. Bây giờ còn những con tôm nhỏ này bọn tớ không thể xiên được vào que, nhưng tớ đã nghĩ ra một cách làm chín rồi. Thế là bọn tớ sẽ có món tôm nướng đá ở đây nhá. Đây, tớ sẽ làm thịt chú tôm bên đây. Đó, các bạn, các bạn tôm bên đây. Đó, xong lát nha. Lát chúng ta sẽ nhìn thấy các bạn tôm chuyển màu đấy. Đây, tớ sẽ đặt các bạn tôm bên đây nha. Nhìn vậy thôi, chiếc đá này nóng lắm. Nhiệt độ này tôm chín luôn. Yes. Chào mừng các bạn lại quay lại với gian đầu bếp Lizzy Phi Trộm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chiên xù con tôm này. Yes. Đầu tiên thì tớ sẽ đổ thật nhiều dầu vào một chiếc chảo đang nóng. Sẽ là đổ hết chỗ này nhỉ? Ừ, chỗ này nhá. Bởi vì món tôm chiên này bọn mình phải chiên ngập dầu nên là bọn tớ phải đổ rất là nhiều dầu. Wow, bây giờ cái chảo dầu của tớ đã toàn tôm rồi. Bây giờ chỉ cần đợi cho tô chín là được thôi. Tôm đã chín rồi các bạn ạ. Yes. Thơm đấy. Hay là mình ăn vụng một vài con nhỉ? Chắc là dâu Mia không biết đâu. Tớ không biết gì đâu. Cậu mình làm gì ấy đâu? Cậu mình làm gì với cái nồi tôm hấp dừa của tớ? Các bạn ơi, vậy là món tôm hấp dừa của dâu Mia tớ đã chín rồi. Yes.
Bây giờ tôi sẽ bắt quả dừa này xuống đây và trang trí cho thật đẹp nha. Ê đậu. Ê đậu. Bắt xuống đi đậu. Cái gì? Ôi trời. Ôi trời. Tớ nhìn cậu từ nãy giờ rồi nhá. Cậu bắt xuống rồi nào? Tớ không bắt. Bắt không? Không. Bắt không? Không. Bắt không? Không. Tại sao cậu không làm? Được rồi, thì để tớ làm. Rồi, Zomia làm đi. Màu chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ màu chóng đạt 100.000 sub nhé.